Xin kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa hàng lướt, đó là cặp loa tai nói Tonberry GR. Nói đến model Tonberry GR này thì là bây giờ hiện tại nó đang không có hàng, hàng mới cũng không có, và những cặp hàng lướt này thì bây giờ rất là ít và được rất nhiều các bác ưa chuộng cái model này, cũng như hình thức về chất âm rất là tuyệt vời. Cặp loa tai nói Tonberry này thì hàng về trong tình trạng là còn nguyên thùng hộp đầy đủ. Phụ kiện đi kèm hộp xi rồi là chân chén đầy đủ các bác nhé. Và hôm nay em có cái chương trình đặc biệt là gửi tới quý vị và các bạn cùng tham khảo. Cặp loa tai nói Tonberry này giá em đang bán 118 triệu, và hôm nay được hưởng ứng cái trận chung kết của đội tuyển Việt Nam. Em nếu mà đội tuyển Việt Nam ghi vào được một quả em sẽ bớt cho các bác 1 triệu, ghi hai quả em sẽ bớt cho các bác 2 triệu, và cứ ghi được bao nhiêu quả em sẽ bớt cho các bác bấy nhiêu. Đó, rất là tuyệt vời. Và đây cũng như là cái chương trình gọi là anh em mình cùng đam mê bóng đá thì nó là hưởng ứng thôi. Còn sau hết trận đấu thì và qua tới ngày mai thì em sẽ không áp dụng cái chương trình này nữa các bác nhá, và chỉ có áp dụng trong đến 12 giờ đêm nay thôi. Bác nào xem được cái tin này thì bác nào vào vào chân thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Và bây giờ em sẽ quay máy gần lại và giới thiệu để các bác cùng trải nghiệm loa Tonberry GR nguyên mộc. Những dòng này thì những góc cạnh nó sẽ không bị há này. Thường là những dòng này thì không thể tránh được các bác nhé, bởi vì là kể cả những dòng Kensington nên là góc này nó hay bị há này. Đó, này nguyên mộc này. Đó, vân rất là đẹp nhé. Đó. Và loa Tonberry GR thì các bác đã biết rồi, sử dụng một bát 25 cm, kiềng tròn, mạ vàng, họng cả cũng mạ vàng luôn. Dòng này sử dụng một bát bằng giấy và gân vải. Đó. Đây bên này, loa đây rất là đẹp rồi, không có cái gì cả. Và đây là bên phía dưới, phía dưới dòng này có đây cái bảng phân tần, chỉnh có thể là giải cao giải thấp tùy theo cái mức độ của các bác thích tăng lên thì tăng và thích giảm đi thì giảm. Và bên này, đấy, em sẽ quay cái phần hông cũng như là cái phần sau cho các bác cùng tham khảo. Xem nó có trùng vân không nhé, có trùng vân trùng cặp không. Đấy, cái này mình rất là đẹp nha, vân rất là đẹp. Con này cái vân phần hông còn đẹp hơn là cả cái phần mặt. Đó, nó thế này này. Nếu mà mặt mà đẹp như này thì có phải đẹp không? Đó, đây là phía sau. Rất là đẹp luôn, phía sau cũng cực kỳ đẹp. Đây là đây, phía sau. Em sẽ quay gần cho các bác. Cái đôi Tonberry GR này thì nó là cuối 2018 này. Đấy, cuối 2018 đầu 2019 này. Đây là các cầu loa zin này. Đó. Đây là phân là dương âm đầy đủ hết đây. Rất là vân phía sau rất là đẹp này. Em sẽ quay nốt cái phần kia cho các bác. Không bị sứt sẹo gì cả, nguyên mộc hết, chưa phải màu chưa đánh hết này. Đồ loa rất là đẹp, và các bác lưu ý giúp em nha, sau ngày hôm nay thì em sẽ không áp dụng cái chương trình đặc biệt này. Cứ các bác nhớ giúp em là cứ đội tuyển Việt Nam đá được vào được một quả em sẽ bớt các bác 1 triệu, vào hai quả bớt 2 triệu. Đó, rất là cái chương trình gọi là ủng hộ đội tuyển Việt Nam thì và cái video clip đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.